Nói chi khẩu Phật tâm xà, nói chi tâm Phật lại là dối quanh. Nói chi không sắc đã đành, nói chi màu sắc lại thành hư không. Thế nên ta hãy Phật lòng, thế nên ta chớ vội hỏng tâm an. Thế nên chớ loạn tâm can, sắc màu hư thực hợp tan khó lường. Đó là bài thơ cũng rất là đầy màu sắc, giống như là cái show nước mà tôi chiếu lúc đầu đoạn video này. Và tôi quay lại đây là tại vì nói cho cùng thì nó cũng khá đặc biệt là hôm nay thấy họ phóng cái ngọn nước cao nhất lên, có một cái độ cao có vẻ như là cũng hơi khác với thường ngày. Tại vì hôm trước thì tôi có nói đến cái góc độ cái show nước này và cái show nước ở Las Vegas, thì tôi cho là cái show nước ở Las Vegas, những cái vòi nước đó, nó phóng cao hơn. Thì rất có thể đây là lý do mà họ muốn thi chăng. Nhưng mà nói cho cùng thì như thế này, thực tế thì mình nói là nó cũng chả có gì quan trọng. Thì đối với tôi thì những cái vấn đề mà giải trí phù phiếm như thế này thì thực tế theo tôi nghĩ là nó không có gì đáng để mình quan tâm, cho nên thôi. Thì ai cao hơn ai thì mặc, cái vấn đề này nó không quan trọng. Cho nên tôi quay lại tôi nói vấn đề cũng khá là quan trọng nữa là tại sao. Tại vì chắc chắn tôi muốn nói thêm một tí xíu liên quan góc độ mà Chúa Giê-xu không? Rồi ông Trâm không? Rồi kho vũ khí rất là... kho vũ khí gọi là vũ khí nguyên tử đó, rất là trù phú của Hoa Kỳ không? Mà ông Trâm đang đại khái là trong cái vấn đề mà thương thảo với lại... xin lỗi không phải là thương thảo mà... trong những cái vấn đề mà điều đình liên quan đến giải trừ vũ khí hạt nhân nguyên tử á, với Bắc Hàn đó. Thì ông Trump và ông Mike Pence thì có lẽ là đưa ra khá nhiều lời đe dọa, mà thậm chí nhân danh cả Thượng Đế trong đó nữa. Cho nên tôi mới nói thật là tôi hơi ngứa tai, cho nên tôi mới nói muốn nói thêm. Nhưng mà trước khi nói thêm thì tôi nói là tôi muốn nói sơ tí xíu nữa. Tại vì ngày hôm qua thì tôi nhớ là tôi có nói có đi lệch đề tài một tí xíu liên quan đến góc độ của Việt Nam. Tại vì tôi nói là nếu như trường hợp mà Đảng Cộng sản Việt Nam được người dân yêu mến không, y như là cái góc độ mà ông Thượng tá Hoàng Liên Sơn đến tận nhà, ngồi trong các phòng học của tôi nhớ là cả Hoàng Liên Sơn lẫn Lê Duy Ấn đến tận nhà để mà khoe khoang với tôi cái chuyện là họ làm cái con số thống kê đó, thì họ nói là qua cái thăm dò ý kiến của họ thì chỉ có khoảng cỡ vài ngàn người trong đến 21 triệu người họ thăm dò ý kiến. Họ nói là chỉ có vài ngàn người, tức là không đồng ý với lại cái sự độc tài đảng trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó, cho nên tôi mới nói là tôi đã bật lại là gì? Là tôi thách thức là Đảng Cộng sản Việt Nam hãy dân chủ hóa để mà chứng minh được điều đó là gì. Nếu mà thực sự dân yêu mến mình như vậy đó, thì tại sao mà không dân chủ hóa để mà danh chánh ngôn thuận, và để cho thậm chí là tất cả những bè phái khác cũng vậy, cũng đều là phải phục sát đất đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Và tôi nói hôm qua thì có thể là tôi nói rất dễ bị hiểu lầm ở góc độ là gì. Là tôi nói nếu trường hợp như vậy đó thì một thằng Phạm Đức Thanh, một nhân sĩ trung lập đó, có khó tính mấy chăng nữa đó, thì cũng buộc phải chấp nhận không? Chấp nhận không những là chấp nhận lá cờ mà thậm chí có thể là chấp nhận cả Hồ Chí Minh. Thì tôi muốn giải thích thêm một tí xíu nữa là như thế này. Trước hết, cái điều trước tiên đó mình phải nói là gì? Là nói về khía cạnh của ông Hoàng Liên Sơn đó, thì tôi nói là liệu đó có phải là một cuộc trưng cầu dân ý có giá trị hay không? Có giá trị hay không? Hay là cũng chẳng qua là một cái cuộc trưng cầu dân ý theo cái tính cách gọi là áp đặt. Tức là nếu một trường hợp mà mình kê súng vào đầu của người dân rồi mình hỏi là có chấp nhận Đảng Cộng sản hay không, thì hiển nhiên là phải tới là đúng là phải tới 99% hay là 99.9% là buộc phải gật đầu là chấp nhận rồi không. Cho nên tôi nói đó là một trong những cách mà tôi thấy là rất là cạch cỡm. Tôi cho là chắc chắn 100% tôi nghĩ đó là Đảng Cộng sản Việt Nam
không bao giờ mà lại có được lòng dân như là ông thượng tá Hoàng Liên Sơn hoành hoang với tôi. Đó là cái điều tôi dám kết luận không. Và cái điều thứ hai nữa tôi muốn đến chính ở đây là gì? Nếu như thực sự đó là cái mà cái thực tế đó là ông Hoàng Liên Sơn đưa ra đó, thì tôi nói là nếu như Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự có lòng dân, được lòng dân như vậy đó, thì tôi không còn cách gì khác là buộc phải công nhận lá cờ đó. Cái điều đó là điều hiển nhiên. Và thậm chí có thể là phải chấp nhận luôn cả Hồ Chí Minh. Nhưng mà cái điều tôi muốn bật lại cái điều đó như thế này, tôi muốn đính chính là một tí xíu như thế này. Góc độ của tôi nhìn đó, thì Hồ Chí Minh vẫn là một đại tặc, có thể nói là một tội đồ lớn nhất của dân tộc Việt Nam từ cổ chí kim. Cái điều đó không thể nào lệch lạc được. Mà nếu như trường hợp mà có cái sự mà điều đình đó, mà có tôi liên quan vào trong đó đó, thì tôi nói là rất có thể chỉ là gì? Là không đứng trước mọi người để có thể nói là thoá mạ Hồ Chí Minh như vậy thôi. Chứ còn cái chuyện mà đó là cái việc tôi nói là có thể là buộc phải chấp nhận để cho mọi chuyện nó êm xuôi. Còn cái góc độ cái cá nhân của tôi với một người nhân sĩ trung lập và có thể nói là chính trực như tôi nói là hiển nhiên góc độ tôi không thể nào mà phủ nhận được, trong đầu tôi vẫn phải là công nhận là Hồ Chí Minh là một tên gian tặc nhất của Việt Nam đó. Còn ở góc độ mà khi mà bước ra công chúng thì có thể là khác. Nếu như mà Cộng sản Việt Nam gọi là thực sự có thể nói là vì lợi ích quốc gia trước tiên không, hay là một phần nữa là vị nể một người nhân sĩ trung lập như tôi, thì lúc đó thì rất có thể là tôi có phần nào đó gọi là nể nang để mà tránh bạt tai Hồ Chí Minh một cách nặng nề như là tôi vẫn đang làm bây giờ không. Cho nên tôi phải phân biệt ra rõ ràng cái công nó là cái công và cái tư thì nó là cái tư đó. Cho nên tôi mới nói là tôi muốn đính chính tí xíu, chứ đôi khi nếu mà không nói rõ thì mọi người dễ có thể là hiểu lầm trong góc độ tôi nói ngày hôm qua đó. Thì để mà quay lại cái vấn đề cái chiến trường của Mỹ liên quan đến cái việc mà cái cuộc điều đình, trong cái việc mà mọi người nói là có liên quan đến an ninh thế giới đó thì tôi đã nói rồi, đó là cái trò hề thôi, chứ không có gọi là an ninh thế giới gì hết. Tại vì tôi nói là ngày nay thì tôi phải xác nhận lại một lần nữa là Hoa Kỳ có khả năng bắn hạ bất cứ một hỏa tiễn nào của Bắc Hàn dám cả gan bắn lên, thì Hoa Kỳ có khả năng bắn hạ bất cứ một hỏa tiễn nào đó. Tôi nhấn mạnh lại một lần nữa, và tôi chỉ nói đến một cái khía cạnh nữa là gì, tại vì khía cạnh này thì có thể nó không liên quan gì tới Bắc Hàn nhiều, nhưng mà tôi chỉ nói là tôi muốn nói ra ở góc độ là tại sao tôi rất là ngứa tai khi mà nghe chẳng hạn như là ông Trump rồi Mike Pence hoành hoang muốn khoe biểu dương cái khả năng vũ khí nguyên tử của Hoa Kỳ, rồi thậm chí muốn nhân danh cả Thượng Đế. Mà ở đây Thượng Đế là gì? Ở đây Thượng Đế dưới góc độ của ông Trump và ông Mike Pence á, thì Thượng Đế tức là bên phía niềm tin của Kitô giáo không. Cho nên tôi nói là tôi nghe và tôi rất là ngứa tai, cho nên tôi buộc phải lên tiếng góc độ này. Tôi nói là như thế này. Cái điều thứ nhất thì Chúa Giê-xu đặc biệt là không dạy cái đám này mà có thể nói là giải quyết vấn đề bằng bạo lực như là cái cách mà họ muốn giống như là muốn đe dọa Bắc Hàn như vậy không? Đó, cho nên đó là một góc độ tôi muốn nhìn. Về góc độ của Chúa nhìn đó. Và cái điều thứ hai tôi muốn nói là gì? Là tôi vẫn đã từng nói rồi, Mike Pence rất có thể là khác. Còn đối với ông Trump thì tôi nói là tôi đã từng nói đó là một người fake Christian, tức là một người theo Chúa giả tạo. Đó, theo Chúa giả tạo. Thì tôi vẫn không có thay đổi cái quan điểm đó. Và đặc biệt hơn nữa đó,
tôi muốn nói một cách rất là sâu trong góc độ của Chúa nhìn đó, thì tôi nói là đối với Chúa thì Chúa không bao giờ gọi là hoang hoang để mà dùng quyền, dùng lực, dùng sức mạnh của mình để mà đi đè bẹp một cái nước nhược tiểu như vậy. Đó, cho nên tôi nói là mình có thể lấy cái góc độ nào đó để mà mình có làm một cách ráo riết để mà ép Bắc Hàn không còn có thể nói là đối đãi ngược đãi hay là áp bức người dân như là hiện nay, như là cái thằng nhóc nó đang làm không. Một cái bằng chứng là gì? Tôi nói là chỉ có trong vòng 60 năm qua, chỉ trong vòng 60 năm qua, khi mà Nam Bắc Hàn, tức là phân chia ranh giới, thì người ta đi đến có một cái sự thật đau buồn như thế này. Tức là bây giờ người dân Bắc Hàn so với người dân Nam Hàn thì cái chiều cao đó đã bị, tức là nói là thụt lùi, tức là thấp hơn người dân Nam Hàn đến là khoảng cỡ 7-8 cm. Tức là người ta dùng cái thống kê, người ta nói là 3 inches, tức là đâu đó là khoảng cỡ 7-8 cm. Thì đó là một cái điều, cái bằng chứng cho thấy là gì? Bằng chứng cho thấy là dưới cái triều đại của nhà họ Kim, mà bây giờ là Kim Jong Un, thì họ đã có một cái lịch sử đàn áp để cho người dân Bắc Hàn đói khổ đến mức độ là gì? Là cái chiều cao của họ bây giờ đã bị thấp hơn so với Nam Hàn lên đến 7-8 phân, nó là như vậy. Thì đó là một cái điều hết sức là đau buồn, nó thẳng là như vậy. Cho nên tôi nói là mình có thể dùng lý lẽ này, lý lẽ kia để mà có thể nói là thậm chí là dùng bất kỳ mọi cách để mà trừ khử đi cái triều đại của nhà họ Kim là do cái thằng nhóc mập đang làm chủ bây giờ đó. Thì tôi nói là cái điều đó là chúng ta có thể làm được và chúng ta có quyền làm. Nhưng mà ngặt một nỗi là gì? Ngặt một nỗi là đối với Hoa Kỳ và đặc biệt là ông Trump bây giờ đó, thì lại không có cái mà người ta gọi là moral authority. Moral authority tức là sao? Tức là nó gọi là cái tiêu chí về đạo đức đó, để làm chuyện đó. Tức là khi mà mình có thể nói là mình dám đưa ra một cái bài toán, một cái cách giải quyết là gì? Là trừ khử hoàn toàn, có thể nói là cái triều đại kinh tởm của Kim Jong Un, thậm chí là bằng vũ trang đó, thì chúng ta phải nói đến góc độ là gì? Là một người nào đó, hay là ít nhất là một chế độ nào đó, là phải có cái, nó là cái moral authority trong tay, tức là phải đủ cái tiêu chuẩn về đạo đức. Nói chung cái tổng quát là như vậy. Thì tôi nói là đối với Hoa Kỳ hiện nay, tôi đã từng nhấn mạnh rồi, tức là cái đám lãnh đạo chóp bu hiện nay, không, đừng có nói đến ông Trump, mà là cái đám đứng đằng sau đó, thì tôi cho là một cái đám lãnh đạo rất là man rợ. Đó, nó giết thai nhi như vậy thì chắc chắn là một cái đám lãnh đạo rất là man rợ. Đó, chính vì vậy mà tôi nói là đó, đây là một cái điều rất là hóc búa, mà tôi thì cho là coi như là nếu mà gọi là nhân danh Chúa Giêsu thì lại càng tệ nữa. Tại vì Chúa không chấp nhận những chuyện như vậy. Chúa đặc biệt không chấp nhận mà giết thai nhi như vậy, và đặc biệt không chấp nhận coi như là dùng vũ khí nguyên tử để mà hoành hoang, coi như là muốn đè bẹp một cái nước nhược tiểu như vậy. Nếu mà có ngon thì hiển nhiên mà cứ lên tiếng đối với Trung Quốc kìa, hay có ngon lên tiếng đối với Nga kìa. Đó, thì có thể nói là gọi là ngang tầm xứng lứa với nhau để mà đối địch với nhau đó. Mà tôi nhớ lại ngay là ngay như là bà James Ho cũng từng nói với tôi cái điều đó. Tức là nếu mà có ngon thì là pick on, tức là những cái người mà gọi là the same size, bà ta dùng cái từ đó, tức là pick on là the same size, tức là những cái nước mà ngang tầm với mình không. Thì đó, cho nên tôi mới quay lại, tôi muốn nói là góc độ của Chúa nhìn như vậy. Và đặc biệt tôi vẫn muốn nhấn mạnh là gì? Chúa Giêsu là một người globalist.